Đây là sấm giảng người đời, giảng xưa của ông Sư Dạy Bán Khoai. Đây là cuốn thứ nhất. Chương trình này sẽ do Ngô Công Chức diễn ngâm. Kính mời quý vị đồng theo dõi. Nam Mô A Di Đà Phật. Hà Quân Giáp Tý cơ trời đã khiến lập đời thường lai, cày ông trưởng lão giáo truyền khuyên trong lời thư khắp nơi làm lành, dương trần ít kẻ kinh thành màng lo làm dơ việc lành bỏ đi. Ngọc hoàng lý nhỏ lâm ly mới sai chư tướng xuống thầy dân dân làm đau nhiều bệnh muôn phần, cho nên Phật tổ ân cần ra đây. Tâu qua ngọc đế một khi thử dung trần thế nhân dân đặng nhà. Ngọc hoàng nghe nói ngẩn ngơ, mới sai chư vị một giờ ra đây. Tuôn răng trần thế dạy thầy, dạy răng trần thế làm lành tu thân. Ta nay phần cốt ở trần, phần hồn Phật khiến xa gần phải ở đây. Giáo truyền thiên hạ dạy thầy, mỗi phần dạy đặng dạy mà có hai. Tôi dâng đức Phật Như Lai, dạy cầu mệt mỏi dạy hoài không nghe. Thế trần đâu biết khiên dè, nghe lời ma quỷ lại chơi Phật trời. Dạy truyền thiên hạ khắp nơi, trăm phần răng dạy dạy thời đôi mươi. Thấy trong thiên hạ nực cười, kẻ ác thì có người lành thầy không. Khuyên trong tin nở thiện nam, gắng mà tu niệm thiên đàng đặng lên. Ai mà chẳng có chi bền,
Ngày sau yêu quý phân thấy chẳng còn, hỏi mình là đạo làm con, tu cầu cha mẹ Phật đường an thân. Đời này mắt nạt thịt trần, gắn công tu niệm Phật đường độ thân. Gầm trong thiên hạ dần dân, không lo tu niệm phải lâm đọa đài. Như Lai Bồ Tát bằng nay, nói với Ngọc Hoàng xét lại cho dân. Phật sai tôi phải ân cần giáo truyền đạo chánh cho dân tu trì. Phật bà khuyên dạy một khi, rước người tu niệm đem lên tòa giang. Ai mà ăn ở nghênh ngang, tà ma yêu quỷ đón đàn phong thay. Phật trời ngỡ chốn phương Tây, thấy đứa hung ác chẳng còn thay thế. Phật biểu niệm chờ từ bi, thấy trong ba tánh ít ai làm lành. Đem lòng hung dữ chiến tranh, làm cho chư Phật sầu bi trong lòng. Như lai lụy nhỏ rồng rồng, biết làm sao đặng cứu dài chúng sanh. Mới sai bốn vị thần nhân, tới đâu truyền dạy dạy thầy chúng sanh. Mỗi phần dạy đặng hai phần, còn tám phần nữa lại không nghe lời. Năm nay đời đã đến rồi, Phật sai xá tội dạy thời cho dân. Năm nay phải kiếp ân cần, giáo truyền khắp hết xa gần tu thân. Mấy người làm phước làm nhân, tu thời nhất kiếp phước liền bên lưng. Ai mà chẳng biết tu thân, thì sao phải đọa muôn phần chẳng đưa lên.
cho nên xa chốn trần gian, Phật trời xuống phước khỏi mang tai nạn. Lại thêm giữa đặng tòa vàng, công danh phú quý hiển vang rạng ngời, ai mà dạy chẳng nghe lời, trời sai yêu quý hại mà chẳng sai. Đừng than đừng trách Như Lai, sao không cứu khổ cứu tai chốn này? Tại mình lòng ở ta tay, chẳng thương cha mẹ lại khi Phật trời. Cho nên Phật bỏ giữa dời, trời sai yêu quý hai mà tan quan. Kẻo mà khi dời nghênh ngang, để cho yêu quý phân thay cho rồi. Tu không phải tốn tiền ngàn, ngày sau giữa đặng tòa vàng quốc dương. Hay ai tu niệm thầy thương, mấy đứa hung dữ chẳng chừa là ai? Mắng nhiếc trời Phật điếc tai, hãy là làm ác ác lại đến hoài. Làm thiện thì thiện quần lai, nói cho ba tánh ai ai giữ mình. Đằng sau coi hỏi long đình, khuyên cho nam nữ lòng dình tu thân. Ráng mà niệm Phật ân cần, bằng không tu niệm phải lắm tai nạn. Những người hung ác ngẩn ngơ, trời sai yêu quý hai dài chẳng tha. Đời đã tăng thái vậy mà, mùa nam gió bất đồng thời gió tây. Mai trời nay đã đổi xây, công danh có một hồi này mà thôi. Ai mà gắn chi trao dồi, chỉ tâm tu niệm đắng ngồi tòa sen. Mấy đứa hung ác nghênh ngang, vô thường quỷ giấc ngục đàn khảo tra. Tu là kinh trọng mẹ cha, cầu trời cầu Phật Di Đà cứu an. Kinh cùng chư thánh chư tiên, bái bà hai cầu cứu thiên thánh thần.
Ngọc Hoàng ngồi ngỡ trên ngai, thấy trong ba tánh đời này không kiên. Phật biểu thì tôi giáo truyền, khuyên trong nam nữ trẻ già gắng công. Niệm Phật hai chữ Di Đà, có ngài Phật rước khỏi mà yêu ma. Làm con phải xét gần xa, ơn cha nghĩa mẹ lẽ nào chẳng mang. Ai sanh ai dưỡng chẳng màng, chửi cha mắng mẹ là loài súc sanh. Đại cho ma quỷ phá tan, răng đồ bội nghĩa chẳng toàn thay thế. Nam mô hai chữ từ bi, mấy người tu niệm dây thầy rước cờ lên. Rước người tu niệm chi bền, còn kẻ hung dữ bỏ trôi cho rồi. Năm nay đời đã gần rồi, gắn công tu niệm dây thời bớ dân. Bệnh lòng niệm Phật ân cần, gắn công tu niệm cũng bằng bạc muôn. Niệm Phật không đợi người thương, có lòng cầu nguyện Tây Phương cùng gần. Hãy là người ở dưới trần, có lòng Phật độ vừa nương theo mình. Phật không có biểu tụng kinh, gắn công khấn giải chúc nguyện mẹ cha. Nam mô Phật Di Đà, cứu cha cùng mẹ tôi mà siêu thắng. Tụng kinh trăm cuốn không bằng, chỉ công tu niệm Phật thần độ cho. Bằng ai mà chẳng có lo, mong lòng làm dữ nạn to chớ phiền. Phật trời sai khiến thần tiên, tuần du trần thế khắp miền nhân gian. Xem trong tội phước rõ ràng, có phước cho phước tội dài khảo tra. Lại sai quỷ mỹ tà ma, hại kẻ hung ác để mà làm chi. Ai mà Phật sai chư vị xuống thầy rước lên.
Những kẻ hung ác chẳng bền, họ làm ác thú bất dài chẳng tha. Thật ăn xương bỏ dày đầy, nói cho ba tánh đời này tu thân ráng mà làm phước làm nhân, thời là ắt có Phật sai rước về. Làm ác thì khổ nhiều bời, làm lành Phật rước đặng về bồng lai. Thanh nhàn khoái lạc vui thay, làm ác thì lại mất ngay xác hồn, làm lành thì mình đặng tồn, làm dở ác thu xác hồn nuốt tiêu. Người hiện nói ít biết nhiều, cớ trời đã định chẳng chiều thời mai. Cuộc đời thấy khổ lâu ngày, nói cho nam nữ ráng mà tu thân. Giáp tây khổ não trăm phần, không phải thái bình ngại rời dân ôi. Cơ trời ách nước có rồi, tôi khùng mà nói chuyện đời có không. Tánh khùng khi nhớ khi quên, gái trai già trẻ coi nên thì dùng. Ngồi buồn nói chuyện tâm khùng, mặc tình ba tánh có dùng thì coi. Việc đời khó thiệt hẳn hồi, tu hành thời đặng sống coi lập đời. Thương dân nên nói hết lời, gái trai chẳng xét tội thời bất dung. Khuyên nói ba tánh hay cùng, tội thiệt điên khùng nhiều nói thiết tha. Hết trẻ thì tôi lại già, hết già tới trẻ ai mà có hay. Thương trần nên mới chịu sầu, kẻ kêu người ghẹo nào đâu dám phiền. Chừng nào già trẻ biết ngoan, rủ nhau niệm Phật mới an thân già. Nam mô Đức Phật Di Đà, cần cho ba tánh trẻ già đặng an. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.